Người sở hữu đồng hồ đắt nhất Việt Nam hiện nay là ai? Cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên, một cái tên cực kỳ quen thuộc luôn, đại gia Minh Nhựa, chiếc đồng hồ Richard Mille phiên bản ngoại hổ Tàn Long. Mặt chiếc đồng hồ đắt giá này có hình rồng và hổ bằng vàng và khối thủ công cực kỳ tinh xảo. Chiếc đồng hồ Richard Mille có giá niêm yết chính hãng là tới 18 tỷ đồng. Đáng chú ý hơn, đây là phiên bản đồng hồ giới hạn chỉ có 20 chiếc trên toàn thế giới mà thôi. Người thứ hai cũng rất quen thuộc, đó chính là đại thiếu gia Cường Đô La với chiếc đồng hồ Patek Philippe 5304R Skeleton Minute Repeater Perpetual Calendar, một cái tên rất dài và cái số tiền nó cũng dài luôn, 13 tỷ đồng. Một chiếc đồng hồ có thiết kế cực kỳ ma mị như là một cái mê cung và thu hút mọi ánh nhìn khi mà nhìn thấy chiếc đồng hồ này ha. Người thứ ba là thiếu gia Phan Thành với chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5724G. Chiếc đồng hồ có giá khoảng 192.000 USD, tương đương với khoảng 4,2 tỏi Việt Nam đồng. Có thể nói là Việt Nam cũng rất nhiều tay chơi đồng hồ sành sỏi ha.